À, cách đây khoảng độ 3 năm về trước các bác đã biết rồi đấy trên trang thì trung bình là 5 triệu mấy đến 6 triệu mấy thôi nhưng mà đến giờ này thời điểm này thì à, các bác đã đón nhận nó giá là khá là mềm mại rồi cực kỳ là mềm Nha. em quay gần mà cho bác nhìn để cho nó chi tiết Bởi vì là qua máy quay thì nó sẽ bị nhòe đây bác nhìn đây nó, đấy cái chóa này của nó đường kính chóa này của nó là gần 50 thôi bác nhé gần 50 đây là size to nhất to nhất đây. chiều cao nó tầm 66 hay là gần 70 đây. chiều cao hai con đèn này đều là một size hai con đèn này được sai mức giá em báo em Tuấn báo cho bác là 3 triệu 8 3 triệu 8 3 triệu 8 đấy các bác về à, có cái cái mẫu đèn như thế này cái bóng ở trong này này bóng thì em lắp lôm côm mà. cái bóng này bóng này em cứ vừa lung tung em lắp ở bóng này em, em lấy tạm em lắp vào về các bác à, dùng cái bóng dạng đông ấy của mình tầm 7W hay 8W màu vàng, màu trắng hay màu gì tùy các bác thích. Bật lắp vào để cho nó hợp lý với